Tiến xin bước vui vẻ chào tất cả cô chú anh chị nha. Thì bây giờ chở con có bé Mơ nè đi mua đồ nè, có Mạnh Quân ở bên Mỹ dắt kêu mua cho 10 bộ đồ. Fan hâm mộ à? Ừ. Không? Có fan hâm mộ không? Dạ. Đứng quay mặt ra. Đừng động vô. Giật chết à. Điện đó. Ừ. Đừng động vô. Đâu có biết đâu. Giật nhăn nhăn đó. Lấy cho nó chụp cái lửa, đó là chụp bộ. Đẹp ha, chị thật đầm. Ơi. Đây là bé My nha cô chú anh chị em. À, chào con. Chào, chào cô chú. Đâu đâu đâu. Đưa nó coi nè. Ừ. Hát cho khoảng cho cái tiệm chị sung túc lên cái. Cái nấm thì dài đóng, nhà tôi nhiều khi nực nóng lắm. Nay bận đồ đẹp quá rồi, My ơi. Nay My có đồ đẹp rồi. À, đẹp đó. Nó nhỏ à. Cái đó nhỏ lắm rồi. Cái này nhỏ lắm luôn. Tại vì sao con My nó cao. Cao mà nó ốm. Nó ừ. Cao rồi, mép gần bước nó tư rồi. Bự không? Chưa đậm luôn hả? Nó cao mà nó ốm. Trời ơi. Chơi đậm luôn vậy. Rồi, chơi đậm luôn. Trời ơi. Mơ mặc đậm lên chắc. Mơ mặc đậm luôn. Chơi đậm luôn vậy. Đậm hồi nhảy nha Mơ. Mua đậm là phải múa đó. Đậm nhảy. Mua đậm là phải múa đó nghe Mơ. Chị Mơ. Nhiều. 200. Không tiền chứ. Tiền em mua. Ôi trời ơi. Lừa kìa. Lừa kìa. Chết luôn rồi. Ừ cái đó được lắm ơi. Cái đó được á. Đó mà giữ. Ừ. Đó được á. Ôi trời ơi, cái này chơi cái này mà mua một cái ha. Cái này là nổi. Nếu mà Mơ thích cái này thì ai mua cho Mơ? Đó, à, chỉ cho mà luôn. Thôi đi, đi đâu mà mua. Ủa, cái này đồ lụa hả? Dạ. Nó mát á. Đồ lụa nè. Nó mặc mát á. Cái bộ nó bự quá hả? Bộ đó của ông Mơ bận chứ. Nó mặc lụa đó, nó thích mặc thun. Thun mỏng á, cho nó đi. Thun. Nó thun có lụa đi, có hai thứ đi. Lụa giải cho nó, thun nó xé à. Nó thun nó xé hả? Thun nó thun nó cũng xé được vậy. Thun nó giải, xé không sao, nó xé được. Trời ơi, này mặc dễ thương cũng chết, cho con nó mặc bộ này nó đi. Thông thun nó con đi. Ông nào, ông. Cà thun nữa. Cà thun nữa thì chạy từ lâu. Tiếp rồi đó, đi tăng đi mà. Nhà con cho con thử mặc bộ này tiếp đi. Nè, lỡ quần nè, có quần nè. Đây nè, mặc ở cho mày. Mua chữ nào? Tặng đây. Tặng đây. Trời ơi. Cái đó được đó Mơ. Được, đẹp. Quá đẹp luôn. Không mắc con nhé. Cái đó mấy trăm. Tại ơi, tại cái đó mắc tiền lắm. Con đơn. Cái đó bằng bằng nhung nhung. Mơ chỉ cho bộ đồ này này chịu không? Nhung kìa, trên đó kìa. Đó. Ừ, trên đó. Màu vàng á. Màu vàng đó. Màu vàng đẹp á. Bận vô cho người ta trẻ ra. Mơ. Ôi ghê cái bộ trắng nắng kìa Mơ, Mơ. Mơ. Đồ nào? Thấy bộ đồ trắng nắng không? Quay quay mặt bên tay phải kìa. Có chị có tặng cho Mơ không? Đó là. Chị đó mình nói. Chị bố thí cho Mơ một. Mơ bạn cái đầm đi chơi đi Mơ. Đầm đi. Nó thấy mơ, không phải, mắc tiền đâu. Mắc chủ, tiền đó. Bà chủ tặng người nổi tiếng cái đầm đi. Tặng người nổi tiếng đi. Chủ đẹp quá nè bà chủ. Ừ. Nên năn nỉ bà chủ ơi. Nghĩa là lại vuốt về bà chủ ơi. Nổi luôn á, nổi tiền luôn á. Nổi tiền luôn.
tiệm tiệm này mai mốt là người ta lại mua hì hì luôn. Mơ vô lựa kìa. À, nhưng mấy lấy phần nữa nó đi. Cũng này tặng luôn. À, màu xanh mơ là màu hy vọng luôn. Mơ phát màu xanh đó rồi. Màu xanh. Sắp đỏ đẹp ha. Chị ở đây cái đầm nó đây, chị chủ chị tặng nó đi. Hả? Rồi hả? Trời ơi, trời thôi quá trời chơi lớn luôn rồi, chú tiệm chơi lớn luôn rồi. Chơi lớn luôn. Chú tiệm chơi lớn luôn rồi. Nè, gắn vô coi. Nè, bà thấy bà còn mới cho luôn nha. Nè. Ơi, mơ. Thấy bà còn. Gắn vô coi, gắn vô. Thử. Thử đi. Quá rồi. Vô vô đi vô trong trong thử đi. Quá phải phải nhảy nha, mới chịu tặng chứ không phải nghĩ đó. Đi ra xe đét ăn luôn. Ừ. Đi ra xe đét luôn. Thôi không có lựa nữa. Còn cái hả? Một cái hả? Không có lựa nữa. Ừ. Thích cái nào? Cái một con cái. Đó, không được được đẳng phái cái khác nữa kìa. Nó dài lắm. À, cái đó là để người ta thon eo. Ê là cô chủ chơi lớn luôn. À, cô chủ này thương mơ tặng cho cái mơ một cái đầm nha cô chú anh chị em. À, thì được không? Được không? Được không? Gái. Ô đẹp quá, đẹp bây vừa nè. Cảm ơn cô Trinh Long đi. Cảm ơn cô Như Long. Ở bên Mỹ. Bên Mỹ. Mua đồ 10 bộ đồ cho con. 10 bộ đồ cho con. Ừ. Phanh tay lại con, phanh tay lại, phanh tay lại. Cảm ơn cô. Lớn lên. Cảm ơn cô. Nó lớn lên. Lớn lên 10 bộ. Tặng con 10 bộ. Con cảm ơn rất nhiều. Con cảm ơn rất nhiều. Hồi tuổi mà dạy đâu đó nó không biết gì. Bà chủ này đi hả? Lấy rồi đó. Tặng cho mơ cái đầm luôn, đầm viết luôn. Hồi là mơ ca tặng bà chủ luôn á. Này chắc bắt mơ phải bằng lò đó phải nhảy. Ca tặng bài mấy tặng lò không đó. Ừ, phải hát mới được. Hát nhảy mới được. Hai cái đó chị. Quá trời, bữa nay nổi luôn. Đứng lên chỗ đi. Ừ. Nay nổi như cồn luôn. Hôm nay là ra ngoài mà ăn nhà hàng một cái ha. À. Trời ơi. Đi đám cưới luôn rồi. Ừ. Hôm nay đi đám cưới luôn rồi. Con mi nó không đẹp bằng mẹ nó luôn rồi kìa. Ông cần ông mơ cùng ông chọn con xin mẹ cha cái giúp đầu. Gắn mít vô. Rồi lửa màu đi con. Đấy, lửa đi. Ba vô lửa tiếp đó. Đúng rồi, mỗi thứ cho nó. Mỗi thứ cho nó màu đi. Chín bộ nữa. Rồi. Trời ơi quá trời rồi. Đứng ra sân khấu rồi đứng nhảy hát một bài tặng cho bà chủ nha. Trời ơi thôi. Lên quá trời lên rồi. Chứ bỏ đồ xuống chụp hình cái đây. Trời ơi. Chụp hình đứng ngay ra tay ngay. Làm dáng ơi. Dáng này là dáng này. Rồi. Mất em chứa trại như nghệ sĩ. Rồi. Ra đây cảm ơn phanh tay, cảm ơn chị chủ tiệm. Rồi. Khoan ra ngoài đứng đàng hoàng. Nhiều. Hát bài luôn là giờ. Chị kêu hát bài nữa kìa. Trời ơi. Quá trời hát tặng chị ra. Rồi chủ nè, chủ tặng cho mơ. Đâu có gì đâu. Cảm ơn nhờ ngã đã đăng lại đăng chỉ kìa. Rồi khoanh tay lại cảm ơn chị. Dạ ừ, cảm ơn chị nghe vậy trên lại chị nghe. Em làm gì? Thôi cứ bán bóp đã. Ờ thôi. Ở đây không có bán bóp. Hát bài đi. Hát bài. Hát bài. Ừ, hát cái đồng bài. Bao la như biển Tây Bình dạt vào tình mẹ ấm áp như cả con mình. Ở đây đâu nha. Cà chó sữa luôn. Ok. Cứ giết con bác em, giết mình. Giết nãy đâu? Giết không? Quá trời ơi. Quá trời ơi. Quá trời dữ rồi. Quá trời. Ra ngoài chắc chối trang quá.
lên đồ ý. À, quá nổi rồi. Cái tiệm tiệm mình trên nhà ở đâu chị theo chị? Vậy? Cái tiệm mình ở đâu tên gì? Mình cho giới thiệu. Cái bản đó. Đẹp đẹp để vô. Đẹp quá. Quá trời thấy được cái bụng thừ lại. Ông từ miên mà ông lại được mẹ. Con chưa bận con dính ha. Các bạn cái này có eo cái bụng quá trời cái bụng. Ơi ơi trời. Bụng bự quá trời bự. Quá vậy. Trời lại sao kiến nó vậy mẹ ơi. Y gan cái đầu bánh tét luôn. Bụng bự quá mẹ ơi. Không được đâu, bộ đồ này sao. Làm kiểu mẹ ơi. Có bầu mấy tháng. Trời cái bụng không được. Làm kiểu ơi. Ngắm kìa. Ngắm kiếp kìa. Bụng quá trời ta. Có bầu rồi. Có bầu rồi. Có bầu rồi. Bầu rồi. Bầu mấy tháng rồi. Kiểm hay gì rồi. Chết luôn rồi kìa. Ôi ôi. Rồi thôi kìa. Ăn không đập vô. Bụng kiểm chưa. Bụng quá trời bụng kìa. Mấy tháng rồi. Sâu quắc rồi. Mấy tháng rồi mà. Con đồ đẹp ba bữa đi bán nước tao cần. Rồi đi ra ngoài đường lộ qua cho nó hón rồi. Đi à. Tới lôi làm người mẫu rồi. Vô quảng cáo. Vô bận đó. Vô cái bầu. Cái bà chủ. Đi ra quảng cáo. Đi vòng dép đâu, đôi dép mình với bóp đâu. Giờ mơ ra giới thiệu tiệm ơi, ở đâu? Dạ mua cái đôi dép mà tôi cho cái bóp đi qua. Ở đây đâu quán dép. Không có. Không có. Đi ra giới thiệu tiệm này ở đâu, tên gì, cô gì tặng. Chỉ gì tặng. Rồi, con chơi đồ để giữ anh nè. Giới thiệu ra giới thiệu tiệm của chị. Rồi, giới thiệu tiệm ơi. Rồi, giới thiệu tiệm ơi, ra nè. Mọi người tới tiệm chị Anh Thư ở anh Thư. Chợ Hòa Long. Rồi, chợ đây. Anh Thư của chị Hòa Long ha, để ủng hộ mài quần áo của chị nha. Đây, đây là cái chị Anh Thư này, chị tặng cho Mơ cái tặng một bộ đầm. 290. Chị Anh Thư tặng cho Mơ cái đầm, nhưng là bà chủ tiệm này tặng cho Mơ 290 ngàn. Đẹp nha. 200 mấy? 290 ngàn. Mơ ai đâu đến đâu cũng ai cũng thương hết trơn à. Chị này cũng là fan cứng. Fan hâm mộ, fan cứng. Đây cái tiệm nè, mọi người có ai sống quần sống áo thì lại đây ủng hộ chị nha. Tặng cho Mơ một cái bộ đồng nha. Đây. Đây có ở gần đây có mua đồ nhớ lại shop Anh Thư này để ủng hộ nha. Lại lựa cái đầm thì chỉ tặng luôn. Con mi thích cái túi này mặc cho đúng. Thôi tiền em tiền sạc đó. Cho hai bộ đồ nữa là tính ra là 12 bộ hả? Mười chị kia cho 10 rồi chị chủ tiệm cho 2 bộ nữa là 12 bộ. Đó, à, với rồi là 3 bộ tặng 3 đồ. Cảm ơn cô đi. Vậy tặng chủ tiệm tặng cho 3 bộ đồ. Chị mơ 1 bộ. À, là 3 bộ. Vô cảm ơn xa nét cho con. Dạ cảm ơn chị. Chị vô cảm ơn. Qua chiếc xe chụp hình đi ơi. Qua đứng ẹo bên này nha. Ẹo đứng ngay chỗ cái đó đó, cái bánh xe đó. Qua bên đây qua đi. Hả? Cái gì? Xe này nè. Xe mình bốc đồ ra. Rồi bỏ vào trong xe đi. Ở đâu được. Rồi con đứng kế luôn. Rồi. 1 2 3. Ừ. Này chơi lớn ha. Rồi. Lên lại. Không? Đậu quần ở chân. Gì mà đậu quần? Quá trời luôn. Nhảy một bài của mớ. Nhảy đi. Đầm người ta có đầm, đầm này là đầm để người ta múa đó. Tôi múa nhảy ra chứ không phải. Từ bữa nó ăn bạn ngủ anh ta. Có mình là người nổi tiếng rồi. Để đem đồ nhổng đi. Nhảy đâu nhảy. Trời ơi. Giải quá trời, giải đẹp luôn anh. Chiếu hào quang trời. Để nhung chiếu ha. Chiếu hào quang vậy. Mà đi không biết đi đâu. Bạn bỏ đồ vô cái bụng thừ. Cái bụng y chang như có bầu tám á. Trời ơi. Y chang như có bầu vậy đó. Chết luôn.
Hello anh. Biết em. Bây giờ quá trời rồi. Đây quán Sếp Anh Thư thì bán rất là nhiều đồ của nữ nha, nữ luôn, nam nữ hiểu nha. Còn rất là rẻ đó, chú chị nào mà có ở đi chợ Hòa Long mà có muốn mua quần áo thì ủng hộ chị Sếp Anh Thư nha. Nè, Quang mặc luôn. Quang mua áo này mặc đi nha, đi nắng đi, tao tặng cho. Cô nữ. Bạn đi cái tướng mày thon thon kìa. Bạn nữ được đó, đi đi. Bạn vô được á. Bạn đi rồi đi cặp với mơ luôn. Em tiếng. Bạn mua đồ này đi với mơ được nè. Bây giờ mày bạn mua đồ đó, bạn đi tao bạn đồ này luôn nè. Dám chơi không? Đó, tiếng bạn đồ này Quang bạn hề đồ đó ra. Đi luôn nè. Đó, Quang bạn đồ đó đó. Cho ơi. Trời ơi trời. Tiếp vậy. Cho bé đi xin. Cho bé đi xin hả? Cái cho lớn lên. Bà chủ tặng tới ba bộ đồ đó chưa có lại tặng kế bên tặng bà chủ ơi. Ca tặng bà chủ. Bài đi. Cá bài cá lớn lên nha. Cá lớn lên. Cho cứ 10.000 nè. Mơ rất là có tâm nha. Mơ thấy bé đi xin mơ cũng đi cho nè. Ờ mơ cho tiền bé nha. Rồi cá đi cá. Cá tặng bản nha. Ờ cá cổ đi. Lòng mẹ bao la. Mấy cá bài đó rồi. Cổ đi. Cái cổ. Bản nào nữa? Cái cổ. Cái cổ đi. Cái cổ đi. Chào mới đi. Giả mù đi. Chào mù xin đi. Dạ. Rồi rồi. Giả mù luôn. Giả mù ơi. Giả mù đi với cái với bà chủ. Bà con của bác là gì? Cà đúng rồi đấy. Cà không biết ca. Nó ngu chứ. Cà bán gì trời. Nhắm mắt lại cho nhắm mắt lại đi vô ngay bà chủ mà mò vô vô xin tiền vậy đó. Giả mù đi. Cà bán gì trời. Cà lại đi. Cà thí lại đi. Cà bán cầu xin ông bà cô bác. Nó vô. Rồi vô. Cầu xin nhắm mắt lại. Ông bà cô bác sớm kiện xa cho con bác nước cơm nghèo sơ cho mẹ cha được sống vui qua ngày đời của con khổ đau nhiều hơn sống vất vả mạng sinh thương ông bà mẹ cha đâu biết đâu ca trời cảm ơn chị chơi bạn ơi ông cùng gần chết đâu biết đi không mới ca cái chó cuộn đi không mơ ca bây giờ chó ơi con gái hả con chó cái đây 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 ông nằm nó cái bụng của bự đây ta rồi cảm ơn bà chủ nha bà chủ bà chủ xinh đẹp bà chủ xinh đẹp bà chủ xinh đẹp tặng cho ba bộ đồ mơ một bộ với mơ cái đầm với con mi một hai bộ đồ cảm ơn cô chú anh chị em rất nhiều thì mong rằng cô chú anh chị em có thường tiếng sông nước vui vẻ thì cho tiếng một like được chia sẻ và nhớ đăng ký kênh giảng chuông thông báo để nhận video mới của tiếng này tiếng chào tất cả cô chú anh chị em này.